trong suốt nhiều năm qua. Thần thiếp đối với hoàng thượng một lòng chân tình, chẳng lẽ hoàng thượng không hiểu? Là thần thiếp đã sai. Thần thiếp luôn cho rằng chỉ cần bản thân một lòng đối đãi với hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ có vài phần thật lòng đối với mình. Thì ra tuổi trẻ hay mơ mộng, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Nhớ lại thuở ban đầu quen biết cài, chính là đàn khúc Hữu Ngô, Châu Lan Cố. Đã nhiều năm qua đi, cuối cùng lại đàn một khúc nhạc sai. Bụi sửa soạn như vậy có đẹp không? Là bụi đã hận lầm người, trả thù sai người. Thần thiếp chưa bao giờ thật sự có được một người phu quân hoàn chỉnh, càng không có được trái tim hoàn chỉnh của người đó. Nhưng thần thiếp không thể quán, không thể hận. Nhưng thần thiếp chẳng qua cũng là một người phụ nữ, muốn có được sự thương yêu của phu quân, tới cuối cùng cũng chỉ là tay trắng. Nếu có thể làm lại từ đầu, nếu thực sự có kiếp sau, người nhất định đừng sống cuộc đời này. Hãy nhớ kỹ, đừng bao giờ sống lại cuộc đời này. Người nhất định phải nhớ là ai đã hại ta. Kiếp này của thần thiếp giống như một giấc mộng si vậy, hối hận cũng không kịp nữa. Chỉ mong là kiếp sau được gả vào gia đình bình thường, hầu chồng dạy con, và được là một người lương thiện hiền tu.